Rồi, kính chào các bạn. Thì hôm nay thì gia đình của John có mua được một cái giường ở trên Amazon. Thì John thấy giá nó on sale thì đặc biệt. Thì John muốn mua cho hai đứa con gái. Thì hai vợ chồng mới vừa lắp ráp mà một phần nào đó một cái khuôn thì nó cũng đã xong rồi. Thì bây giờ John muốn chia sẻ cái cách mà mình bắt đầu gắn cái này sao. Đó, thì theo cái này, nếu mà mình theo cái này thì mình làm sẽ được thôi. Thì cái này á, là tức là cái này đây. Cái này, cái khuôn ở sau cái đầu của mình. Thì nó có mình gắn, trước tiên là mình gắn hai cái này vô, Cái hai chân cái trong này, cái chân ở trụ dưới quá hả? cái trụ đó, mình làm như làm hai trụ đó. Sau khi đó thì mình sẽ nhảy qua mình làm cái tấm bằng sau, hai Làm cái hai trụ trụ đó, đằng sau. hai trụ này đó, hai cái đó luôn. Thì còn bắt đầu thứ ba là mình sẽ làm cái cây ở giữa này Là cái trụ ở đó, giữa cái đây. trụ ở giữa. Cái cây này nó không có trong đây nha, là nó chỉ có cái miếng giữa, cái thân Đúng giữa rồi, thì là thôi mình vừa lắp xong. đó. Thì mấy cái này thì mình mở cái khuôn này ra, mình mở ra xong rồi mình dặn cái ốc lên trên. Đây cái thì xong, bắt đầu á mình sẽ dặn con ốc này. Mình ở đây á, hai con ốc ở trong đây nó đã dính sẵn trong cái khuôn này rồi, thì mình chỉ mở ngược ra chút xíu, xong bắt đầu mình để cái khuôn này vô, xong bắt đầu mình dặn cứng lại chút xíu. Thì cho nên là cái này nó sẽ đứng lại yên một chỗ cho mình đó, bao giờ nữa. Xong rồi bắt đầu á mình đi tới cái hàng ở bên đây, hai cái miếng bên hông Là mấy miếng nẹp rồi, nha. mấy miếng nẹp ở bên hông. Hai cái miếng này các bạn để ý á, là nó là miếng nối nha, nó không phải là nguyên một miếng dài từ ở sau lên tới đằng trước Đây đó. chỗ này. Đây miếng, thì mình gắn cái này á thì cũng dễ thôi. Thì hai con ốc ở trong đây á, nó đã có gắn sẵn trong đây rồi, thì mình chỉ mở lỏng ra một chút xíu. Thì mình để cái khuôn này á, mình để nó qua bên đây, nó có hai cái trên cái dưới, xong rồi mình dặn xứng lại sơ sơ. Xong bắt đầu mình qua bên này cũng làm giống như vậy luôn. Thì hai con ốc này nó đã có sẵn trong bên này dính này rồi, mình chỉ mở lỏng một chút xíu, xong rồi bắt đầu mình để vô cái khuôn này ở đây, xong bắt đầu mình dặn sơ sơ lại. Lúc này thì mình đừng có dặn gì cứng hết, mình dặn sơ sơ thôi. Xong bắt đầu mình làm ở bên đó luôn. Sau khi mình làm ở bên đó rồi đó, thì bắt đầu á mình mới bắt đầu lại gắn cái từ cái khuôn này vô trong cái này trước. Tại cái này thì hai con ốc này nó nằm toàn sẵn trong đây luôn rồi, mình chỉ tháo sơ sơ ra thì mình để vô. Thì bắt đầu cái khuôn này á, nó sẽ bắt đầu giữ lại cái trụ này đó. Thì bắt đầu mình làm bên đây. Ở đây á thì hai con ốc nó nằm trong này á, là nó không có nằm sẵn ở trong cái này, thì nó nằm ở ngoài. Thì tổng cộng là có bốn con, hai con mình gắn bên đây. Mà nhớ kỹ hai con ốc này hay ốc nhỏ thôi nha, ốc cục ngắn không phải ốc dài đó. Thì sau khi mình gắn vô đây rồi đó thì mình gắn bên kia cũng giống nhau luôn. Mà cái khuôn mà nó đã thành này giống như vậy rồi đó, thì bây giờ mình nên dặn lại cho nó cứng hết, tại vì lúc này đó là nó Cố mình định đo này. là nó ok rồi. Thì bắt đầu mình dặn cứng lại hết. Thì sau khi mình cứng rồi mình thấy nó cũng cứng lắm, mình tưởng đâu cái này là nó yếu yếu, nhưng mà thì Chắc tầm thì lần ngồi lên nó cũng rất là được. chắc đó. Thì bây giờ Bây giờ nói ba chung đẩy ra là sát tường đi. thì bây giờ Rồi thì bắt mình sẽ đầu bỏ cái cây. sát vô trong cái vách Thì tường. mình bỏ cây này lên. Bắt đầu mình bỏ cái này lên, bây giờ mình đẩy vô là thử coi. Ra ngoài này đẩy ra hai bà. Nhẹ Dễ đi mà, lắm bà nhẹ ơi. mà, cái khu này Cái nhẹ mà. cây này á nó trơn dễ Em đẩy muốn đi. đẩy sát vô trong đây luôn không? Phải để sát vô tường ba, sát hết bốn mắt da. Vậy nó có không ổn điện sao? Còn ở lối phía trên kìa, không sao. Không sao hả? Ok. Bây giờ anh lắp cây đi nha. Bây giờ thì bây giờ Coi cho cái anh lắp đẩy sát cây. vô trong đây chút xíu nữa. Yes, rồi, đẹp nó sát quá. luôn, thấy cái tường rồi đó. Thì bắt đầu vô mình cái này giống như mấy cái miếng nẹp á, mình để trước khi mình để lên cái tấm nệm lên. Thì cái này là mình lúc mình đẩy ra thì mình nó sẽ phanh ra. Đây. Thì bây giờ mình sẽ cắt cái này ra. Chắc giống nhau hết bạn hả? Giống nhau, hai miếng hai bên. Đúng rồi, bỏ bằng hết luôn. Nó mình để cho cái tấm nệm của mình đó mà. Wow, nó thêm một da vậy hả? Là một một nửa là em phải phụ anh banh nó ra giống như vậy nè. Bóng này trước đi, xoay cái chân trước đi, upside down. Đúng rồi đó. Me help you. Đó thì các bạn thấy á, nó có cái keo dính ở này. Cái keo dính này, cái nó, tiếng Anh nó gọi là velcro đó. Thì ở dưới cái cũng dành có. đây á, nó cũng có nữa đó. Nhìn mình quay sát lại mình thấy đây. Đó, thì mình chỉ mình để ịn vô, mình canh ngay thôi, mình để sát vô thì nó sẽ dính vô. Làm cái miếng cái phanh giường. Để bên chắc trên anh phải ra ngoài quá. Thế là một bên, để sát vô bên nè. Anh phải biết ra. Anh phải ra. Tức là xếp lại mình từ từng miếng một. Này chưa sát sát chưa? Bên anh sát rồi. Là phải làm từng mà, miếng mình một để sát. Mình để một bên trước thì để mối bên đây nè. Đó, mình để ngay cái mối này. Xong rồi cái này mình kéo ra, đó, kéo ra, đó, ngay luôn. Căng nó luôn
căng luôn, căng luôn. Thằng này đúng rồi đấy luôn. Ờ thì em kéo khúc đó vậy. Khúc nào mà nó chằng chằng là nó em kéo ngay ra. Nha. Đó, ngay hết đấy. Đó, đẹp luôn, ngon cơm luôn. Đúng. Vừa hết rồi ba. Đẹp. Ồ, chắc ghê chứ. Đẹp. Ừ, nó làm đẹp á. Cái này là cái gì đây? Chút xíu nữa thì cho anh sẽ đưa đẩy hết những cái chi tiết về cái giường này. Hình như là hiện tại là cái giường này cái nó đang sale nhưng mà on sale. Mà ít số lượng ít lắm ba. Chỉ có một hai cái màu gì đó thôi à. Ừ. Phải coi lại. Yeah. Ta bỏ bên gấp gấp lại, mình cứ gấp lại đi. Để vô ngay chỗ canh nó bằng như cái mối bên này. Hả? À. Mình có bằng cái mối này thì bắt đầu mình kéo lên thôi. Đó. Để ngay luôn. Rồi, sau khi để ngay rồi thì mình để vậy. Y luôn ha. Y luôn. Nó làm đẹp với chứ ta. Ừ. Đẹp quá. Đó. Như vậy xong rồi lại hành. Quá, xong. Không hành cái giường rồi đó. Thì bây giờ thì cái niệm của mình thì mình sẽ bỏ lên thôi. Nó nặng lắm ba. Ừ. Cái niệm gì hơn. Coi cho coi toàn bộ cái giường này. Ừ. Đó cái khuôn đó. À, cái khuôn này. Nãy là mình mất chắc cũng khoảng tiếng này em á. Trong một tiếng lắp đó. Chưa tới đâu ba. Ừ. Thôi đầu hơi là chưa tới nhưng mà IC video xong phải lắp nhanh hơn. Ừ. Hiếm khi em thấy anh coi cái construction đó chứ. Đây mỗi cái kiểu gắn á thì nó hơi khác nhau. Đẹp á. Ừ. Cái này thì hình như là mình mua 180. Đây là Sakin nha. Ừ. 180 mấy. 186 chưa cộng thuế. Thuế nữa là 200. Ừ. Đẹp quá ba. Đẹp á. Dạ. Bây giờ mình thử bỏ cái giường mình lên. Ừ. Đây, này bỏ lên rồi. Rồi. Đẹp quá ba. Đẹp. Ừ. Đẹp đó. Quá, trời ơi thấy đã. À, bên kia chưa xong. Móc hết chưa? Hết chưa góc chưa? Móc rồi. Nice. Rồi. Ồ, cũng may là cái màn cũng vừa cái giường luôn ba. Ừ, cái màn vừa y luôn, không bị chặn lại ha. Ừ. Đó. À, làm chút xíu thôi, cái này phải hai người làm nha. Ừ. Tại phụ nhau giữ thăng bằng á. Cho một người thì nó hơi được công. Cái này là đồ của nó đưa cho mình dùng hết luôn nha, mình không cần phải lấy cái gì hết á. Có ốc cái tủ này đủ luôn. Bỏ dựa vô cái đó. Xác dựa chỗ này hả? Uh-huh. Cái vách tường xây qua đó thì mấy con gấu gần được. Nó dựa vậy nữa hả? Nó lây đâu lấy ra được đâu. Hôm nay đi hả? Được không? Vậy là cái đó gập ghềnh á, vướng cái bệnh cửa sổ á. Làm cái tủ này nó sợ nó ngã. Không, anh nghĩ nó vô đây được không? Đi kiểu này nè. Không phù hợp, nó che mất cái bàn học ghế rồi hả? Ừ. Rồi, xong rồi đó. Nice. Xong. Nói gì chúc mọi người thì nói chung là cuối cùng thì cho anh cũng đã gắn xong rồi thì nếu mà các bạn nào mà ai mà muốn coi xong cái video này mà muốn mua cái khung giường giống như vậy thì cho anh sẽ để cái link ở dưới cái trong cái description để cho các bạn có thể theo dõi sao em. Đó thì nói chung là đối với 200 đô là dưới bỏ ra khoảng 45 phút hai vợ chồng cho anh gắn thì nói chung là nếu mà vợ chồng cho anh làm được thì cho anh nghĩ các bạn sẽ làm được. Đúng rồi thì vợ cho anh mới nói là hiện tại thì nó đang bớt khoảng 59% thì đối với những ai mà nếu mà muốn mua có yêu cầu mua giường đó mua khuôn đó mà cái này á là nó gửi đến nhà luôn nha cái nhà cho anh là đi vô hơi xa đó mà đem tới trước cửa luôn 95 pound nha các bạn đó mình cứ nghĩ đi nội cái tiền delivery giao thôi là mình thấy là cũng đã hài lòng rồi đừng nói chi mà những cái chất lượng của nó mà gắn vô này đây đó thôi thì trước cho anh cảm ơn các bạn đã xem video của cho anh. Và nếu mà thích cái channel của John và vợ John thì hãy nhớ cho John với vợ John một cái like và nhớ subscribe cho cái channel. Tại vì John thì thích tự làm, tự gắn và lắp ráp cái này lắm. John nếu mà có gì thì John chia sẻ. Nếu mà có thắc mắc về những cái gì sao gắn sao thì John sẽ trả lời với những cái comment. Ok.
chúc cho các bạn một ngày được an lành và hạnh phúc. Hẹn gặp lại vào các bạn video lần sau.